Vivo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bây giờ tới em. Em có yêu cầu tiết mục gì không? Linh thì rất là thích, em rất là thích một tiết mục mang màu sắc dân gian đương đại. Và em... Linh là ở đây 3 đêm rồi đúng không? Đêm nay là đêm thứ 3. Thành thử ra là Linh là cũng có là một giám khảo khách mời, là được xem nhiều tiết mục nhất của chương trình. Chính vì thế nên bây giờ mà chọn ra một quán quân, thực sự là Thúy Linh cảm thấy không biết phải chọn ai. Tại vì đồng hành thì biết rằng là các bạn đã có bao nhiêu ngày tháng vất vả như thế nào, và phải tập trung rất là nhiều, bởi vì những bài biên đạo luôn luôn gần với đêm diễn. Vậy bây giờ tiết mục nào là tiết mục ấn tượng nhất trong lòng em đây? Có lẽ là cho phép được chọn nhiều tiết mục sau đây nữa được không? Nhưng mà tiết mục đầu tiên là tiết mục của Thu Phương và Đăng Quân mong màu sắc dân gian đương đại. Ok. Quý vị và các bạn thân mến, Thu Phương và Đăng Quân sẽ biểu diễn cho quý vị xem một cái bài mà riêng Trấn Thành vô cùng thích. Đây là một bài được biên đạo dàn dựng rất là đặc biệt qua bàn tay của nghệ sĩ nhân dân Kiều Lê, một cái người mà luôn luôn đưa ra những ý tưởng sáng tạo đặc biệt trong những bài dân gian đương đại của mình. Và thưa quý vị, Thu Phương và Đăng Quân. Ước gì anh quá kiến vàng, trèo qua quai non mà luồn qua cái quai non mà nhẹ nhàng hung em. Cô Thắm ơi, cô Thắm. Cô Thắm ơi, cô Thắm nghe tôi nói cái này nè. Người miền Tây của tụi tôi thật thà chất phác lắm. Tôi thương thì tôi nói tôi thương, bởi vậy ta nói cô ơi cô đừng đi lấy chồng, về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát cô nghe nói. Trời ơi cô đừng đi lấy chồng, để hai thằng buồn câu hò lý cây bông. Anh ngâm nga về câu hò lý cây bông. Anh hò cho một cô em gái đang chải tóc bên sông. Anh chỉ sống với mái chèo đâu có đất mênh mông, chỉ cần em còn ngồi chải tóc anh quyết ở mãi bên sông. Ơi hò là hò ơi, trong đầm nhìn đẹp bằng sen, không cần bằng khen, mới tí tuổi mà đã biết hẹn. Gọi bồ kết nên tóc em đen, dáng dịu dàng và đoan trang. Đừng vội về nhà chi sớm em ơi. Khoan, bông trắng và bông xanh à, cho anh nhập quê hỏi em còn độc thân hay chăng. Nặng anh biết anh còn chờ, nghe cùng chung cơm thổi lửa, ăn chung một mâm cơm hò cho em nghe mỗi bữa. Hai đứa gặp là duyên, ghé anh liền thường nhiên em nở nụ cười duyên, vậy là em thích anh là xiền. Anh biết anh không nhiều tiền, nhưng mà tiền không phải là quyền. Anh có quyền thương, quyền nhớ, thơ. Okay, em gái đừng vội làm ngơ khi nghe anh chia chở lúa. Quyết đấu anh thành tỷ phú khi lúa tóc anh trúng mùa. Chỉ cần ta còn bên nhau và cùng chung một cơn mơ, chứ đừng bến bồi bến lỡ để anh lỡ hoài mong chờ. Thắm thân mến, Thu Phương và Đăng Quân. Cảm ơn hai em, rất là đáng yêu. Quý vị nhìn nó đơn giản vậy chứ không có dễ nhảy đâu. Và đặc biệt là cái cú mà xoay mà 360 độ cùng với cái trái dừa đó thưa quý vị, nó có những cái sự sốc dầm nhẹ mà nếu như không khéo là chúng ta sẽ gặp chấn thương rất là nhiều. Vivo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.